Đâu là cái chổi? Đây là chữ gì? Tiếng bà mang thanh gì? Tiếng cỏ mang thanh gì? Thanh huyền. Thanh hỏi. Thanh sắc. Thanh ngã. Đâu là bàn chải đánh răng? Đâu là con cá heo? Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau? Đâu là con thỏ? Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau? U, O, U, O. Tên con vật nào có âm ê? Dê. Chó. Khỉ. Bò. Tên gọi của các loại quả sau có chung âm gì? O. Loại quả nào có âm ơ? Na. Bơ. Bí. Lê. Tên gọi của các con vật sau có chung âm gì? Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau? M. L. K. N. Trong hình có chữ nào viết ngược? Đây là gì? Bút bi. Đèn học. Cước kẻ. Sáp màu. Đèn học. Đây là gì? Hoa cúc. Hoa
giống chữ gì? Đố bạn biết, tớ đây tên có chữ A, gáy gọi buổi sáng nhà nhà dậy mau, là con gì? Điền số thích hợp vào chỗ trống sau. Đây là số. Đây là số. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống sau. Điền số thích hợp vào chỗ trống sau. Trong hình trên có tất cả bao nhiêu chữ ớ? Đáp án có chữ ớ. Điền số thích hợp vào chỗ trống sau. Trong hình trên có tất cả bao nhiêu chữ x gì? Đáp án có chữ x gì. Hãy nghe và ghép chữ cái với phát âm thích hợp. L I K Em hãy ghép hình ảnh trái cây với phát âm thích hợp. Vải nghe và ghép hình ảnh chữ số với phát âm thích hợp. Số 3 Số 5 Số 7 Em hãy ghép dấu thanh với phát âm của từ chứa dấu thanh đó. Cọ Hè Đá Hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp. Lưu ý, các loại rau xếp vào ô số 1, các loại củ xếp vào ô số 2, các loại quả xếp vào ô số 3.
Hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp. Lưu ý, các loại quả thường có một hạt xếp vào ô số 1, các loại quả thường có nhiều hạt xếp vào ô số 2. Thank you.